Hello mọi người nha, xin chào cả nhà. Chiều hôm nay thì trời mưa, thời tiết rất là đẹp, mưa lốc cốc vậy. Quay một khung cảnh cho các bạn xem cái gãy của mình nha, cái gãy mô hình nho nhỏ của mình. Sau một thời gian cố gắng đã bắt đầu bước đầu tiên và tạm ổn định để chờ thời gian thôi. Đây mình có mấy cái ao. Bữa nay mình sẽ ao này thì mình nuôi cá lóc với cá chép vàng, cá chép hường cũng lớn rồi. Cá chép nó lớn, mình thả cá chép lớn rồi mới thả cá lóc được, tại vì cá chép nó bự thì nó sẽ không ăn cá chép. Bây giờ mình qua bên đây mình thả ba ba nha các bạn. Hôm nay thì mình mua một số con ba ba thì mình thả mô hình thí nghiệm thôi. Thì cái ao ba ba mình không cần phải xây bằng xi măng đâu nha các bạn, mình nuôi bằng bể bạc cũng được, mình nuôi bằng bể bạc. Tức là bây giờ các bạn thấy không, bữa đó mình quay clip thì nó chưa có mọc cây cỏ tùm, bữa nay thì cái ao nó rất là đẹp rồi nha các bạn. Cái ao bữa mình quay đó đắp đất á, thì cái ao này mình chỉ tốn có khoảng 500k, 500.000 tiền phí để mình làm được cái ao này để nuôi ba ba, chứ không phải là tốn tiền xây xi măng cỡ khoảng 5-3 triệu luôn nha các bạn, 2-3 triệu vậy nha. Tại vì mình đắp đất lên nè, các bạn cũng biết rồi, có cái clip làm đó, thì mình đắp cái đất nó chài xuống như nè, nó chài nghiêng như vậy nè, thì mình thả bèo các thứ, thì con ba ba nó sẽ mò từ cái độ sâu lên độ cạn của nó, thì cạn thì con ba ba nó sẽ thích ở tầm nó khoảng 3-4 lóng tay, khi nào nó đi bơi nó kiếm ăn thì nó bơi đằng kia, còn nó tập trung ở đây thì nó tập trung khu vực cạn. Thì các bạn thấy đó, cái mấy đất nó đã tốt rồi, các bạn thấy không, rau muống rau nhút rồi nó sống này, môi trường này nó rất là thích hợp cho con ba ba nó ẩn náu ở đây nha các bạn, nó rất là thích lục bình. Thì mình mới mới đi mua giống về, cũng mua mấy chục con giống để mình thả. Thì mình sẽ thả các bạn xem nha, tại vì mình vừa quay một tay mà vừa ấy vừa vừa thả luôn thì nó hơi khó. Mình sẽ chia sẻ với các bạn là mình thả con giống mình sẽ thí nghiệm, mình nuôi cứ nuôi đi, nuôi này nuôi kia đủ đủ loại hết đi, cái nào thấy ổn định thì cái nào có món mình xuất bán thì nó cũng dễ, không có cái nào mà nó cái nào cũng có mặt hàng hết. Nếu muốn ở nơi tốt rồi nè, để mình chia sẻ với các bạn là cái con ba ba thì size bay lớn đây là 6.000 một con nha các bạn, bự hơn tí xíu thì 7.000, 8.000 cũng có. Cỡ nắp chai bia hết trơn nha các bạn ơi, cỡ nắp chai bia hết trơn này nè, đúng là cỡ nắp bia nè. Thì này mình mua 50 con về mình thả thử, trong diện tích này thì có khoảng mười mấy mét vuông à. Bây giờ mình thả cho các bạn xem nha, điểm lại thử coi, nãy thì mình không có điểm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, mình thả đều đều ra. 16, thay lỗi thấy cân không? 18, thả cho nó bò tự nhiên nè. 19, 20. Con quay giùm cậu Ba, để đó đó đi, để rớt bể à, thì để đi. 20 này, mượn đứa cháu nó quay.
22 thấy cưng không? Cái loại nè, cái mô hình về đây từ thấp đến cao thì con ba ba nó sẽ rất là thích nghi nha các bạn. 22 thấy đều đều ở đây. 24 26 28 30 thích cái mô hình đất chà chài thấp xuống như nó đất mình đất tốt rồi. 52 4 56 38 40. Cái đất nó sẽ thấp dần xuống thì con ba ba nó sẽ trườn lên ăn, nó ăn trên cạn đẻ. Con quay qua đây nè, đứng lên quay qua đây, quay dính với 40 con rồi. Thì con ba ba nó ăn cái gì các bạn mình sẽ chia sẻ là con ba nhỏ bự gì nó cũng ăn cá hết á, mà cá chúng ta đánh dãy ra, loại cá mà không có dãy á, cá phi đồ đánh dãy ra cắt cái đầu bỏ để nguyên cho nó ghẻ lên đó. 42 44 46 8 50 đó. Thì các bạn đánh dãy con cá cho nó cho nó hết dãy rồi chúng ta cắt cái đầu bỏ để nguyên cái thịt cho nó ghẻ à, tự động nó ghẻ ăn à. Thì các bạn chất cái thức ăn nó nằm mé 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 vậy nè, nằm ở mé cạn vậy nè, thì tự động nó leo lên nó ghẻ à, nó quen. Hoặc là ở mé nước cũng được, mà mé nước thì nó cạn dần nè. Vậy thì con ba ba nó sẽ quen cái môi trường này, thì từ từ nó sẽ có cái độ tự nhiên, nó sẽ lớn. Chúng ta không cần phải cực công chăm sóc hay thay nước gì nhiều đâu, mình nuôi hơi thưa thưa chút xíu. Thì cá này, cá phi nè, cá sặc rồi chúng ta đánh dãy, chúng ta đánh dãy rồi chúng ta cho nó ăn là nó tự ghẻ. Hoặc chúng thôi chúng ta lấy còn nhỏ chúng ta kỹ một chút xíu thì chúng ta sẽ quay xay bầm mịn cá ra rồi trộn với cám cũng được, trộn với cám 40 đạm, trộn nó cho nó ướt ướt rồi bó lại quấn làm thành một cục tròn vậy nè, rồi chúng ta để trên bờ vậy nè. Thì tới nữa mình sẽ làm một cái clip cho ăn cho các bạn xem ha. Giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình chia sẻ cái bể này là chỉ có tốn cỡ 500k thôi nha các bạn. 400.000 tiền bạc và cây cối với lại dây rút nhựa. Đó là 100.000 nữa. Là tổng cộng là 500.000. Còn lục bình với lại các thứ này là mình của nhà hết. Mình trồng thủy sinh là mình đắp đất cao thấp vậy nè. Thì chắc cú là cái môi trường tự nhiên nó sẽ có, cho nên là mình đỡ tốn chi phí. Có cù nèo, chúng ta trồng cù nèo vô, kiến nó làm tổ đó. Vậy thì mình đỡ tốn chi phí, chứ các bạn xây bằng xi măng thì tốn lắm. Mình làm cái này cũng được vài năm rồi mình đóng cây khác, trong khi cây nó gần hư chúng ta kẹp cây mới vô là nó sẽ không bao giờ hư. Mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi ha. Chúc các bạn chăn nuôi luôn thành công và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống ha.